Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Rượu vang và rượu mạnh là hai thức uống được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay và tại cửa hàng rượu tốt. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho tất cả các bạn một chai vang có nồng độ lên tới 17%. Và đó là chai vang Ý Montesa. Chai vang này cực kỳ thích hợp cho những ai yêu thích sự mạnh mẽ. Với sở thích sử dụng rượu mạnh thường xuyên, có rất nhiều người khi chuyển sang uống rượu vang cực kỳ thích những loại rượu có nồng độ cao. Chai vang Montesa 17 độ full body được làm từ 100% giống nho Primitivo. Chúng có vỏ cực kỳ sẫm màu và chứa nhiều tannin. Khi chín, nó có một lượng đường lớn và cũng vì thế, khi lên men, đường chuyển dần sang cồn và làm nên nồng độ rượu. Hương vị của rượu vang Montesa mang nhiều hương thơm của các loại quả chín mọng như mận đỏ, việt quất và sung chín. Bên cạnh đó, những mùi hương nhẹ nhàng của gỗ sồi và cà phê hòa quyện cùng chất rượu màu đỏ đậm tạo nên một kết cấu hoàn hảo. Chai vang này hứa hẹn sẽ đem đến một sự cân bằng giữa mức axit và tannin. Montesa sẽ rất phù hợp với những món ăn từ thịt đỏ như bít tết, thịt cừu hay xúc xích kiểu Mỹ. Đôi khi, món ức ngỗng sốt kem cũng khá hợp với những hương vị bên trong chai vang này. Mọi chi tiết của sản phẩm xin vui lòng ghé thăm website chính thức của chúng tôi và đặt hàng online qua fanpage hoặc ghé qua các cửa hàng của chúng tôi tại các cơ sở trên toàn quốc để lựa chọn cho mình một chai vang ưng ý nhất.